Em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác một bộ dàn đến ông nhá. Bộ này có mã là M40, đời rất cao luôn. Nếu mà đọc đúng cái model của nó thì nó phải là RCD M40. Nhưng mà đọc như vậy thì nó rất là dài và các bác rất là khó nhớ đúng không ạ? Đấy, thì các bác đọc cho em là con M40 được rồi. Con này thì nó về theo nó là phiên bản dòng loa cao cấp. Đấy, dòng loa cực kỳ cao cấp luôn. Đây, mời các bác nhìn này. Đó, thiết kế theo kiểu gỗ lạng rất là đẹp luôn. Đấy, con E717R VIP luôn với công suất min của nó là 100 và max của nó là 200W cơ mà. Maximum là 200W các bạn. Đấy. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà kinh hồn luôn. Đây, các bạn nhìn này. Cầu này. Bắp chuối nhá. Đấy, cầu bắp chuối. Nhỏ nhất, công suất nhỏ nhất này, tức là công suất min của nó là 100 này, maximum là 200 này, các bác thấy kinh khủng chưa? Trở kháng là 6 ohm. Thiết kế theo kiểu dòng gỗ lạng, rất là đẹp luôn. Cầu loa của cái dòng âm ly thì nó là cầu bắp chuối và trục bên trong cũng là dòng trục đồng mạ vàng, đẹp lắm. Con này thì ở đây các bác có thể nhìn thấy ngay này, có các chức năng kết nối này, như là iPod này, USB này. USB này và dưới này thì nó là cái gì đấy, digital đấy, kết nối TV này, cắm điện thoại các kiểu. Những cái dòng đời cao cấp này thì tiếng nó sẽ chắc hơn đấy, bộ khuếch đại của nó cũng đẳng cấp hơn nhiều và loa thiết kế cũng các bác nhìn nữa, quá là mê đúng không ạ? Vâng, loa xịn sò luôn. Về giá thì các bác liên hệ trong qua số là 0966 594581 hoặc số 0979891682 nhá. Một trong hai số thì gọi cho em số lạng được. Hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng nhá. Về kích thước các bác nhá. Bát của nó là dòng bát 11 này. Đấy, cao của nó là 25 này. Rộng là 15.5 này. Sâu là 24 này, đấy, đấy là kích thước. Đó, với bộ này thì các bác nghe phòng khách cái phòng ngủ đều vô tư bởi vì chất âm nó hay lắm và tiếng nó to, nghe sướng. Hàng chuẩn nội địa Nhật nha, các bác nhớ cắm đúng điện 100V nha. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979891682. Một trong hai số thì gọi trong số lạng được hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhé. Bây giờ em sẽ lên nhà các bác nghe thử nhé. Bát đánh đầm thực sự luôn các bạn, nghe nó ấm. Các bác thấy những cái quả mà nó thả trầm nghe sướng không ạ? Những quả mà trầm nó thả mà đi gọi là sướng cuộc đời luôn. Ok, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em.